Thành phố lắm Tết đến càng cô đơn, kẻ bon ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Xin chào mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại Lê Hoàng đang công tác tại Lê Hoàng Studio. Trên tay của Lê Hoàng chính là một dòng sao cạc rất là mới. Mới ở đây á, là mới bên Lê Hoàng. Nhưng mà trên thị trường thì cũng có rất nhiều anh chị em đã sử dụng cái con này và được đánh giá rất là cao. Và có một vài anh chị em nói Lê Hoàng là: Lê Hoàng ơi, sao không lấy cái hãng M-Audio này về để mà chia sẻ cho anh chị em mình. Thế là ngày hôm nay trên tay Lê Hoàng có con sao cạc đến từ hãng M-Audio, đó là con M-Track Solo. Và đây là cái dòng sao cạc phải nói là với chi phí đâu đó lanh quanh dưới 2 triệu là chúng ta có một cái con chất lượng để cho anh chị và các bạn chúng ta làm phòng thu âm tại nhà. Và bây giờ Lê Hoàng sẽ mở hộp ra cho anh chị và các bạn chúng ta cùng xem coi là bên trong cái hộp sản phẩm sao cạc M-Track Solo này có những thiết bị như thế nào. Và tất nhiên là cuối clip Lê Hoàng sẽ test cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe một đoạn nha. Thì trước tiên là Lê Hoàng sẽ cho anh chị và các bạn chúng ta cùng xem một vòng xung quanh cái vỏ hộp. Tại vì mua sản phẩm thì ít ra chúng ta cũng biết sản phẩm của chúng ta bên ngoài cũng như là bên trong như thế nào ha. Đây là sản phẩm M-Audio. Ở trên cái hộp chúng ta cũng thấy được hình dáng của sản phẩm rồi nè. Nó như thế này. Rồi, phải nói là Lê Hoàng rất là ấn tượng với cái hộp sản phẩm của M-Audio. Họ làm theo cái tông màu, có 3 màu thôi. Đó là màu đỏ nè, rồi màu trắng nè, và màu đen nè. Nhìn nó phải nói là rất là sang cũng như là chuyên nghiệp ngay từ cái vỏ bên ngoài. Rồi, bây giờ không nói lòng vòng nữa. Lê Hoàng sẽ mở ra luôn cho anh chị và các bạn mình chúng ta cùng xem nha. Đây, bên trong hộp sản phẩm của chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn cũng như là thông số kỹ thuật chi tiết về sản phẩm của chúng ta. Thì có thời gian anh chị và các bạn chúng ta mở ra chúng ta xem ha, đầy đủ trong này. Ok, rồi tiếp theo ở đây thì anh chị và các bạn cùng thấy này, nó sẽ có cái chống sốc ở hai bên như thế này này, đó, để bảo quản cho cái sao cạc của chúng ta tốt hơn. Bên trong hộp thì nó sẽ có một cái sao cạc như thế này và một cái dây. Cái dây này thì anh chị và các bạn chúng ta có thể kết nối vào cái cổng USB 2.0 ở trên máy vi tính hoặc laptop của chúng ta để chúng ta kết nối và chúng ta cài đặt với lại phần mềm thu âm ha. Thì cái con này có thể kết nối được với lại tất cả các loại phần mềm thu âm mix nhạc hiện nay. Cho nên chị và các bạn chúng ta an tâm sử dụng ha. Cảm nhận đầu tiên mà Lê Hoàng cầm cái con sao cạc này trên tay thì phải nói là nó rất là nhẹ luôn. Rất là nhẹ. Nếu mà anh chị và các bạn chúng ta nhìn qua hình ảnh á, chúng ta sẽ nghĩ là à, cái con sao cạc này chắc chắn nó phải rất là nặng nè. Tại vì chúng ta nhìn thấy cái bề ngoài của nó rất là hầm hố. Rất là hầm hố. Cái này khi mà Lê Hoàng cầm trên tay á, Lê Hoàng cảm nhận ngay đến những cái dòng sao cạc chẳng hạn như là gì? Audien ID 14 nè, kiểu kiểu vậy nè, hoặc là những cái dòng XXL nè, đó. Nhưng mà cái dòng này thì nó trái ngược hẳn luôn, là nó rất là nhẹ, nó rất là dễ sử dụng cho anh chị và các bạn. Chúng ta mang đi chỗ này chỗ kia, đi công tác này kia nè, chúng ta vẫn có thể sử dụng cái con này để chúng ta thu âm bài hát, thu âm bốt cạc hay là những cái dự án âm nhạc của anh chị và các bạn nè. Rồi thu truyện ngắn, kinh Phật, vân vân. Nói chung là những cái gì liên quan đến thu âm thì cái con này Lê Hoàng thấy là nó hỗ trợ cho anh chị và các bạn rất là tốt. Rồi, ở cái ngoại hình của cái con sao cạc này chúng ta sẽ thấy là nó có nguyên một cái màu full đen. Nguyên một cái màu full đen như thế này này. Đó. Và ở trên này chúng ta cùng thấy cái mặt trên của nó có cái dạng giống như là nó phay xước á. À, nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Và đặc biệt là gì? Nó không có trầy xước khi mà chúng ta vận chuyển này kia nè. Và đặc biệt là những cái dòng sản phẩm mà nguyên một cái màu đen á, nó hay kiểu là nó bám dấu vân tay lên nè. Chúng ta xài, chúng ta cầm nắm hồi chúng ta thấy nó rất là không có đẹp. Còn cái này thì nó chống bám dấu vân tay
cho nên chúng ta sẽ thấy là bảo quản được cái sản phẩm của chúng ta nó tốt hơn cũng như về mặt thẩm mỹ nè. Và anh chị bạn thấy nè, khi mà Lê Hoàng để cái con sao cạc lên trên bàn như thế này, chúng ta cùng thấy nó rất là trực quan, dễ sử dụng. Tại sao? Thông thường những cái dòng sao cạc mà anh chị và các bạn chúng ta cùng thấy á, là những cái hàng nút nó không có để lên trên thế này, mà những cái nút chỉnh như thế này này là nó thường á, nó để ở mặt trước hoặc là mặt sau thôi. Còn cái con này nó đưa những cái nút chỉnh lên trên đây. Khi mà chúng ta cần chỉnh cái gì á, chúng ta chỉ cần nhìn lên là thấy rất là rõ rồi. À, và sao anh chị bạn thấy này, tương ứng này, ở mặt trước nó có cổng micro 1 là cái cổng 6 ly, cũng như là cổng Canon nè, Canon ở ngoài, 6 ly ở trong, thấy chưa? Đó. Rồi, tương ứng với cổng này thì ở trên nó sẽ có cái nút gain âm lượng chúng ta chỉnh nè. Cho nên chúng ta chỉ cần nhìn đây rồi nhìn lên là thấy rất là rõ luôn nè, rất là rõ. Rồi, tiếp theo ở cái cổng 2, cái input 2 nè, chúng ta thấy nó có cái cổng 6 ly, thì tương ứng với nó cũng có cái âm lượng cho nó ở đây. À, mọi người cùng thấy này. Rồi, nó có số rất là dễ nhìn nè, để chúng ta có thể biết. Ví dụ như là ở cổng 1 này, chúng ta xài một cái micro condenser nguồn 48V. Ở đây nó có phantom 48V luôn. Đó, chúng ta chỉ cần bật lên đối với những micro nguồn 48V. Thì ví dụ bình thường chúng ta xài cái mức này là ở mức số 4 đi. Rồi, chúng ta quen vậy rồi. Sau này nhớ, à, cái micro này để mức số 4 là vặn lên đúng số 4 luôn. Còn những cái dòng mà nó không có số thế này này, thì chúng ta phải giống như là cảm tính thôi, chúng ta nhớ nó ở cái mức nào. Con này rõ ràng luôn. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể sử dụng thêm một cái micro dynamic, hoặc là chúng ta có thể sử dụng nhạc cụ nè, như là guitar nè, organ nè, piano nè, vân vân ha. Đó. Thì chúng ta điều chỉnh ở đây, vừa đàn vừa hát cũng được luôn, hoặc là sử dụng hai micro cũng ok, tùy mọi người. Rồi, tương ứng với lại ở cái chỗ output này, output ha, đây chúng ta có thể ghim tai nghe ở đây, headphone. Rồi, tương ứng với nó thì trên này chúng ta cũng có cái nút âm lượng nè, output ở đây nè, mọi người thấy không? À, nó có số rất là rõ ràng nè, rất là trực quan cho mọi người sử dụng. Và ở trên này thì nó cũng có đèn hiển thị nè. Đó. Ok, rồi chúng ta cùng thấy nè, ở đây cái cổng tai nghe headphone là cái cổng 3.5. thường anh chị và các bạn chúng ta sẽ thấy là những cái dòng sao cạc á, đa phần là cái cổng headphone, cổng tai nghe là nó là cổng 6 ly. Thì khi sử dụng tai nghe, chúng ta hay gắn thêm một cái rắc chuyển từ 3.5 ra 6. Còn cái này thì có sẵn cổng 3.5 luôn. Chúng ta chỉ cần ghim thẳng vô này là chúng ta sử dụng, không cần phải sử dụng rắc chuyển này kia. À, rất là dễ sử dụng luôn. Rồi phần output thì chúng ta có thẳng là qua USB hoặc là direct. Đó, tùy mọi người. Rồi, về cái mặt sau nè, chúng ta cùng thấy ở cái mặt sau. Rồi, nó sẽ có hai cái cổng AV, RCA, hay chúng ta còn gọi là cổng hoa sen nè, đỏ trắng. Thì cái main out này chúng ta có thể kết nối với lại loa kiểm âm, hoặc là trong trường hợp anh chị và các bạn chúng ta live stream á, thì chúng ta cũng có thể sử dụng live từ cái cổng RL này. Rồi, ở đây là cái cổng USB ha, thì chúng ta sẽ kết nối lại máy tính, kết nối với lại phần mềm, thì qua cái cổng dây hồi nãy Lê Hoàng có chia sẻ cho anh chị và các bạn nè. Thì cái con này á, nó có chất lượng là 16 bit trên 48 kHz. Thì anh chị và các bạn chúng ta có thể sử dụng cái này để làm gì? Chúng ta kết nối với những cái dòng micro, chẳng hạn như là của hãng LHS Audio, như là con L95 nè, L92 nè, những cái dòng micro nguồn 48V rất là nổi bật của hãng LHS Audio. Anh chị và các bạn chúng ta có thể xem ở trên website của Lê Hoàng, lehoangstudio.com, ở cái hạng mục micro, micro thu âm, thì Lê Hoàng cũng có để những dòng micro của LHS Audio. Hoặc là anh chị và các bạn chúng ta có thể sử dụng với lại những cái hãng như là AKG nè, Audio Technica, vân vân, rất là nhiều, để chúng ta có thể thu âm nè, mix nhạc nè, những cái bài hát cover chúng ta yêu thích, hay là chúng ta có thể thu truyện ngắn, bài giảng kinh Phật, làm podcast, vân vân. Rồi, thì anh chị và các bạn chúng ta cũng có thể đầu tư thêm một cái tai nghe kiểm âm tương xứng, cũng như là loa, thì chúng ta cũng có thể đầu tư cho Lê Hoàng một đôi loa đến từ thương hiệu M-Audio, giống con sao cạc này luôn. Thì chúng ta có thể sử dụng con M-Audio BX3. Cái con này tuy giá của nó nằm dưới 3 triệu, nhưng chất lượng Lê Hoàng đã kiểm tra rất là chân thật và chi tiết khi anh chị và các bạn chúng ta mix nhạc với cái con loa BX3 này. Thành phố lắm
Tết đến càng cô đơn, kẻ bon ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện, Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thấy cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngỡ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Rồi, thì anh chị và các bạn chúng ta yêu thích cái dòng sản phẩm sao kẹt M Audio thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại là 0989737960 có Zalo, cũng như anh chị và các bạn chúng ta truy cập website lehoangstudio.com, trên đó có đầy đủ những cái sản phẩm, giá cả, chi tiết, thông số kỹ thuật, anh chị và các bạn chúng ta thể tham khảo trên đó, cũng như là chúng ta nhấn nút subscribe, đăng ký kênh YouTube của Lê Hoàng, Lê Hoàng Studio ha, để chúng ta nhận thêm nhiều clip mới khi mà Lê Hoàng đăng lên, và nhớ là nhấn vào cái chuông để khi Lê Hoàng có đăng lên thì anh chị và các bạn chúng ta mới nhận được thông báo nha. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.